Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Vision Lux Plus được sản xuất tại Nova Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Vision Lux Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Vision Lux Plus Natri Hyaluronate 0,3% B-Plus Vitamin B12 Natri Chlorua Kali Chlorua Chlorua Canxi Chlorua Magi Chlorua SCO trong dung dịch đệm đẳng trương Dạng bào chế Dung dịch nhỏ giọt Khô mắt là gì? Bệnh khô mắt xảy ra là hậu quả do mất cân bằng giữa tiết nước mắt và thoát đi của nước mắt bao gồm số lượng nước mắt tiết không đủ và chất lượng nước mắt không tốt. Công dụng và chỉ định của Vision Lux Plus Vision Lux Plus giúp giảm ngay cảm giác khô giáp, Căng thẳng nghiêm trọng và mỏi mắt có nguồn gốc bệnh lý hoặc không bệnh lý. Vision Lux Plus bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do oxy hóa gây tổn hại và thay thế lượng chất dinh dưỡng trong nước mắt ở mức thấp cục bộ. Đối tượng sử dụng. Các trường hợp khô mắt do nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, sử dụng màn hình kéo dài. Thích hợp cho những người đeo kính áp tròng. Cách dùng và liều dùng của Vision Lux Plus. Rửa sạch và lau khô tay đảm bảo con dấu còn nguyên vẹn. Để mở chai, hãy vặn hoàn toàn phần trên và tháo lớp niêm phong an toàn. Nhỏ một hoặc hai giọt vào mỗi mắt nếu cần hoặc theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Đóng chặt chai sau khi sử dụng. Chống chỉ định của Vision Lux Plus. Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Vision Lux Plus. Sử dụng trong vòng 90 ngày sau khi mở nắp để tránh bị nhiễm bẩn không để đầu ống nhỏ giọt tiếp xúc với bất kỳ bề mặt hoặc mắt không sử dụng trong trường hợp quá mẫn cảm đặc biệt với bất kỳ thành phần nào không nuốt dung dịch để xa tầm mắt và tầm tay trẻ em không sử dụng sau ngày hết hạn nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nhãn khoa không sử dụng nếu chai bị hỏng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Có thể sử dụng. Tác dụng phụ của Vision Lux Plus. Trong một số trường hợp, độ nhạy nhẹ có thể gây châm chích hoặc kích ứng trong thời gian ngắn khi nhỏ thuốc sẽ biến mất sau khi chớp mắt. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Vision Lux Plus đồng thời biết cách sử dụng Vision Lux Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.